Ngày 12 tháng 4, tại đình làng An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, diễn ra lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa. Đây là lễ thức dân gian tri ân bậc tiền nhân từng có công gìn giữ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa được tổ chức hàng năm nhằm tri ân tưởng nhớ những hùng binh đã từng ngã xuống trong công cuộc bảo vệ chủ quyền hàng trăm năm trước. Tại lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa, các bậc cao niên tiền hiền trong làng đã thực hiện các nghi lễ thành kính, tưởng nhớ tổ tiên và những vong linh chiến sĩ trận vong, tri ân những người lính đội Hoàng Sa. Theo sử sách ghi lại, cách đây 3-4 thế kỷ trước, hàng năm các chúa Nguyễn đều tuyển chọn dân đinh giỏi nghề đi biển ở đảo Lý Sơn, vượt biển đến đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trên những chiếc thuyền nan, các hùng binh Hoàng Sa đã dong buồm ra biển Đông, đo đạc hải trình, cắm cột mốc, khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Khổ lễ theo linh Hoàng Sa hàng năm là do tổ tiên ông cha của tội đố Lý Sơn để lợi đến giờ, để lưu truyền mới biết đến nay. Thì để cũng nhằm mục đích là để tưởng nhớ các hùng binh Hoàng Sa và Trường Sa đã đưa từ đố Lý Sơn ra Hoàng Sa, Trường Sa để cắm mốc chủ quyền biển đảo. Các dòng tộc trên xã An Vĩnh nói chung là tổ chức để tưởng nhớ các hùng binh Hoàng Sa và Trường Sa vậy thôi. Sau lễ tế là nghi thức thả thuyền nhân tiện các hùng binh Hoàng Sa ra khơi. Lễ hội tái hiện lại hình ảnh đội hùng binh Hoàng Sa oanh liệt và kiêu hùng từ hàng trăm năm trước. Cứ vào tháng 3 âm lịch hàng năm, các tộc họ trên đảo Lý Sơn tổ chức lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa. Lễ hội thấm đẫm chất bi tráng, vừa thành kính thiêng liêng, vừa góp phần để văn hóa biển đảo quê hương đội hùng binh Hoàng Sa Lý Sơn được gìn giữ qua nhiều thế kỷ. Khao lễ thế Hoàng Sa là bổ sung những cái nét nghĩa mới, kết hợp với yếu tố văn hóa của cái vùng đất đảo này đã thành một lễ thức văn hóa tín ngưỡng độc đáo. Nó mang ý nghĩa đối với việc bảo tồn các di sản văn hóa của cư dân ven biển hải đảo Lý Sơn, và đồng thời mang ý nghĩa lớn trong việc góp phần khẳng định cái chủ quyền lãnh thổ của chúng ta trên cái vùng biển Đông trong suốt nhiều thế kỷ. Lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa là tín ngưỡng dân gian sâu thẳm trong tâm thức người dân đất đảo Lý Sơn, nhớ về nguồn cội, tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ những người con đã bỏ mình trên dặm dài biển cả để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Tín ngưỡng dân gian được gìn giữ bởi lòng tự hào, nhắc nhở các thế hệ nối tiếp về truyền thống cha ông trong công cuộc xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước.